Có bao nhiêu người chỉ mong muốn chăm chăm hoặc là làm nào để tìm một anh chàng giàu lại vừa đẹp trai, nhưng họ không thực sự nhìn thấy được là cái sự thu hút quyến rũ nhất ở bên trong bạn ấy, nó không đến từ cái vẻ sexy bên ngoài, nó đến từ cái sức mạnh ở bên trong bạn. Và đến khi mà bạn nghĩ là bạn cần phải có 100.000 đô đầu tiên, bạn cần phải có cái người đàn ông đấy, bạn sẽ cần phải có người khách hàng đấy, bạn sẽ cần phải có công việc đấy, thì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc không đâu nếu mà bên trong bạn không hạnh phúc. Nếu bên trong bạn không hạnh phúc, bạn sẽ không bao giờ đạt được đến cái hạnh phúc, và cuối cùng bạn sẽ là một cái chú chuột cứ chạy mãi trên cái vòng tròn hamster wheel đấy, không bao giờ có điểm dừng. Và đây là lý do vì sao chúng ta cạn kiệt năng lượng, đây là lý do vì sao chúng ta cảm thấy uể oải, đây là lý do vì sao chúng ta sẽ có những cái ngày tháng khủng hoảng không thể vượt lên được. Bởi vì có những cái cơ hội để chúng ta vượt lên thì chúng ta không trả lời, chúng ta lờ đi, chúng ta bàng quang, chúng ta chơi như cỗ đá. Wise woman là trân trọng từng cái cơ hội mỗi một ngày. Bạn có thể trao đổi mối quan hệ của bạn cho những cái giá trị ngoài kia, hoặc là bạn có thể trao đổi thời gian của bạn cho tiền, đúng không ạ? Mua một cái gì đấy rẻ thôi, mua cuốn sách đi, ngồi đọc cả tuần đi, rồi mãi không áp dụng được. Bao nhiêu người dành thời gian lướt lướt mà không bao giờ trụ lại để nghe được quá nổi cái livestream 15-20 phút này. Mình sẽ không nói livestream ngắn nữa, bởi vì mình muốn có những cái cuộc đối thoại sâu sắc hơn, làm rung động tâm hồn của chính bạn. Với cái vẻ đẹp lớn nhất một người phụ nữ có ấy, là vẻ đẹp tâm hồn của chính họ.